Bảo Trung xin kính chào quý khán thính giả của DKN Thời sự. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe bài phân tích với nhan đề. Chuyên gia, Bắc Kinh một lần nữa rơi nước mắt cá sấu vì G7. Thưa quý vị, khi thực tế đã cho phương Tây thấy bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc, các cáo buộc và sự phòng vệ của G7 ngày càng quyết liệt hơn. Như thường lệ, Bắc Kinh tiếp tục phủ nhận và bẻ cong câu từ, Nhưng không có gì ngạc nhiên khi những cáo buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các tuyên bố công khai của G7 ngày càng bị phất lở. Trung Quốc vào G7 không tương thích như nước với lửa, do hệ tư tưởng. Dù một số quốc gia trong G7 đang nghiêng về chủ nghĩa xã hội, nhưng vẫn có sự không tương thích lớn. Một bên là chủ nghĩa trọng thương, một bên là thị trường tự do, một bên là trộm cắp tài sản trí tuệ và một bên bảo vệ sở hữu trí tuệ. Đó là nhận định mở đầu cho bài bình luận của chuyên gia quân sự Stu C.V. từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ 30 năm. Sau đây là những nội dung chính trong bài viết có tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc lại rơi nước mắt cá sấu vì G7 của ông Stu C.V. Trong nhiều thập niên, các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới cũng như các nhà đầu tư đa quốc gia đã tài trợ cho sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc với hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cải thiện thái độ hiếu chiến trên trường thế giới và giảm bớt sự đàn áp đối với các nhóm thiểu số, giảm bớt hành vi trộm cắp công nghệ và bí mật quân sự, đồng thời giảm việc sử dụng các hoạt động thương mại không công bằng để chiếm lĩnh thị trường nước ngoài. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng rằng, bằng cách gia nhập các tổ chức tài chính quốc tế và Liên Hợp Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện một số cải cách nội bộ ở một mức độ nào đó và trở thành một xã hội cởi mở và tự do hơn. Kỳ vọng này đã bị tiêu tan bởi việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục hành động nhằm tìm cách khai thác khả năng tiếp cận đó cho mục đích riêng của mình. Có nhiều tin tức về hoạt động gián điệp của Trung Quốc, sản xuất dư thừa, nhà nước tiếp tục trợ cấp cho các ngành công nghiệp, quân đội Trung Quốc xâm lấn lãnh hải và không phận của Đài Loan. Cũng như việc tiếp tục sử dụng lao động cưỡng bức ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cường. Là một phần của cuộc chiến thông tin đang diễn ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên lên án những tuyên bố hợp lý của G7 bất cứ khi nào hành vi sai trái của Bắc Kinh bị vạch trần. Hãy cùng xem xét vấn đề này. G7 bảo vệ những giá trị phổ quát G7 là một tổ chức liên chính phủ bao gồm các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Phương quốc Anh và Canada. Các nhà lãnh đạo G7 tổ chức các cuộc họp thường kỳ để thảo luận các vấn đề kinh tế và tiền tệ quốc tế. Chủ tịch G7 được luân phiên giữa các quốc gia thành viên. Các nhà lãnh đạo G7 Trước đó đã thảo luận các vấn đề chính như khủng hoảng nợ, cấm vận và thiếu hụt dầu mỏ, đại dịch Covid-19 và mối quan hệ của G7 với Trung Quốc. Ví dụ, vào tháng 12 năm ngoái, G7 đã đưa ra tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến rằng Chúng tôi sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp của mình. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết hậu quả của các chính sách và hoạt động phi thị trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bóp méo nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp do dỉ dữ liệu và các hoạt động độc hại khác. Tuyên bố chú ý nhiều hơn đến các vấn đề như nhân quyền, hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và quân sự hóa Biển Đông. Trong vài năm qua, G7 đã giải quyết những lĩnh vực quan tâm này bằng nhiều cách khác nhau trong các tuyên bố, và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng với sự bất mãn của các nhà ngoại giao Trung Quốc và những cá nhân khác. Ví dụ, một bài báo của Thời báo Hoàn cầu Global Times vào tháng 10 năm 2023 đã lên án tuyên bố chung của G7 về các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc. Trong đó có đoạn, các quan chức và nhà phân tích Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của G7 về áp đặt kinh tế và tuyên bố rằng G7 do Hoa Kỳ dẫn đầu trên thực tế đang cố gắng hình thành các nhóm nhỏ độc quyền của các nước giàu có để bảo vệ lợi ích của họ trong khi làm gián đoạn sự hợp tác và phát triển toàn cầu. Bắc Kinh liên tục phản nàn Trước những sự kiện gần đây, một đoạn trích từ tuyên bố tháng 12 của G7 đặc biệt đáng chú ý Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước viên về quan hệ ngoại giao và Công ước viên về quan hệ lãnh sự và không tham gia vào các hoạt động làm suy yếu an ninh, sự an toàn của xã hội, sự ổn định, tính toàn vẹn của các thể chế dân chủ và sự thịnh vượng kinh tế của chúng ta. Cơ 7 đã không sai. Khi vào ngày 23 tháng 4, The Wall Street Journal đưa tin về vụ bắt giữ thứ tư trong vòng 24 giờ đối với nghi phạm là điệp viên Trung Quốc tại Đức. Bài viết trích lời dẫn của Bộ trưởng Nội Bộ Đức nếu được xác nhận rằng các đặc vụ tình báo của Trung Quốc có điệp viên trong Quốc hội châu Âu, thì chúng ta đang nói về một cuộc tấn công vào nền dân chủ châu Âu từ bên trong. Công tác điều tra đang tiếp tục, nhưng loạt điệp viên Trung Quốc bị bắt này có vẻ như là một dấu chấm than cho tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7. Đây chỉ là vụ bắt giữ gián điệp mới nhất ở châu Âu. Politico Europe đã từng đưa tin về sự hiện diện phổ biến của các điệp viên Trung Quốc tại Bruxelles. Tại dịch vụ an ninh Bỉ có đến một trong năm nhà báo Trung Quốc làm việc tại Bruxelles bị nghi ngờ là các sĩ quan tình báo. Thực tế là có nhiều điệp viên Trung Quốc được nghi ngờ hoạt động tại Bruxelles đến mức một số người coi đó như một loại trò đùa. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tổ chức tại Ý vào tháng 4 năm nay đã đưa ra tuyên bố nghiêm khắc về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, trong đó có đoạn Chúng tôi vẫn quan ngại về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, bao gồm tại Tân Cương và Tây Tạng. Chúng tôi bày tỏ quan ngại về sự suy giảm quyền dân sự và chính trị tại Hồng Kông kể từ Luật An ninh Quốc gia 2020. Chúng tôi nhấn mạnh lại những lo ngại này sau việc thông qua Nghị định Bảo vệ An ninh Quốc gia theo Điều 23 của Luật Căn bản. Điều này sẽ làm suy thoái thêm quyền tự trị, nhân quyền và tự do cơ bản tại Hồng Kông. Ba ngày sau, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời từ người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân nói rằng tuyên bố của G7 cố tình bóp méo sự thật và can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông Uông tiếp tục bóp méo những lời chỉ trích của cả bảy, cho rằng theo luật an ninh quốc gia mới, Hồng Kông đã lập lại trật tự và sẽ phát triển mạnh mẽ. Tân Cương và Tây Tạng có xã hội hài hòa, thịnh vượng và ổn định, và người dân thuộc mọi dân tộc sống hạnh phúc. Nhưng có vẻ như, khôi phục trật tự theo đặc điểm Trung Quốc đồng nghĩa với việc mất đi tự do và dân chủ đối với người dân Hồng Kông. Một quá trình đã diễn ra kể từ khi luật này được thông qua vào năm 2020. Trong khi thịnh vượng và ổn định với đặc điểm Trung Quốc thực sự đồng nghĩa với việc diệt chủng văn hóa đối với người Duy Ngô Nhĩ và người dân Tây Tạng, tuyên bố của G7 về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Kết luận Sự chung sống hòa bình tiếp tục mở cửa kinh tế và hợp tác do lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy là không phù hợp với thực tế và G7 đã gián tiếp vào trần những sự thật này dựa trên thực tế. Ngay cả những nhà quan sát thuộc phe cánh tả vốn có truyền thống thân thiện với Trung Quốc cũng lưu ý đến các hoạt động thương mại hung hãn của Trung Quốc. Nhà tân tự do Robert Gardner đã viết trên tạp chí Propage số ra ngày 30 tháng 4 rằng trở ngại cho việc thiết lập quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là sự tăng cường chủ nghĩa trọng thương của Trung Quốc, đặc biệt là mô hình sản xuất quá mức trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ví dụ, ông lưu ý rằng các khoản trợ cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ngành công nghiệp ô tô bao gồm lãi suất bằng không hoặc âm, trợ cấp cho phép và pin sử dụng trong xe điện và hỗ trợ trực tiếp của chính phủ, dẫn đến xe điện do Trung Quốc sản xuất có chi phí thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất đang được đổ ra ở thị trường toàn cầu. Kết quả thế nào? Trong 3 năm qua, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã tăng gấp 5 lần và nguyên nhân trực tiếp là do các hoạt động thương mại không công bằng này. Đây là điều mà ông Tập Cận Bình gọi là hợp tác mang đặc sắc Trung Quốc. Tương tự như vậy, vì quân đội Trung Quốc khai triển ngày càng nhiều tàu và máy bay xung quanh Đài Loan và tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vòi rồng chống lại các tàu Philippines ở Biển Đông. Các nhà lãnh đạo Đài Loan và Philippines đã hiểu được chung sống hòa bình với đặc điểm Trung Quốc nghĩa là gì. Điều này có nghĩa là chung sống hòa bình theo điều kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi những cáo buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các tuyên bố công khai của G7 ngày càng bị phất lở. Kính thưa quý vị, mục tiêu chuyên đề xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại